Good morning quý vị. Nãy công minh đang có mặt ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Sáng ngày 6 tây tháng 7 2018. Và đây là đài độc lập được vua Sihanouk xây dựng năm 1957, mừng đất nước được độc lập năm 1953. Sau đó 4 năm thì cho xây cái đài độc lập này. Và đối diện đài độc lập là quảng trường công viên, có tượng đức vua hoàng thân Sihanouk. Đây là điểm tham quan của các đoàn du lịch khi đến thủ đô Phnom Penh quý vị. Và đức vua đã có công rất lớn đưa đất nước Campuchia thoát khỏi thuộc địa và xây dựng đất nước phồn vinh. Nên người dân Campuchia rất ngưỡng mộ, tôn kính đức vua. Thời tiết Phnom Penh hiện giờ đang mưa lâm râm quý vị. Nhiệt độ khoảng 29 độ C. Và trưa nay đoàn sẽ về lại Sài Gòn sau 4 ngày đi tham quan Siem Reap, Phnom Penh, 4 ngày 3 đêm. Rồi, mời quý vị thì hãy cùng mình đến với tượng đức vua Sihanouk, quảng trường Đại Độc Lập nha. Hôm nay là mùa hè, đang cao điểm khách du lịch đông quý vị. Đây bước lên tượng đài đức vua Sihanouk. À, tượng đức vua gì? Rồi, Hải Công Minh có mặt ở thủ đô Phnom Penh. Thánh kêu, hẹn lại gì tiếp theo, goodbye.